Hôm nay thì cô sẽ tiếp tục chương trình tiếng Anh lớp 3 tập 2 và hôm nay chúng ta sẽ học tới bài số 15. Trong phần đầu tiên ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho tất cả chúng ta cách mời lịch sự trong tiếng Anh. Rồi bây giờ trước khi mình học nói thì mình học từ vựng nè. Các em ơi, đây là món gì? Đây là món đậu. Nhiều que đậu. Ok, beans, đậu. Ha, que, đậu que như thế này thì mình gọi là beans. Số nhiều ha. Beans. Cô mời mọi người đọc theo cô nha. Beans. So, thịt cá, món cá mình ăn đó. À, bây giờ mình đọc ha. Y ngắn và chúng ta cong lưỡi. Đọc theo cô nha. Fish. Fish. Thịt là gì? Thịt quay, thịt heo, thịt bò. À, nói chung các loại thịt đỏ thì chúng ta có một từ chung. Meat. Được không? Mình đọc âm y dài nha các em. Meat. Nước ép là gì các em? Các em đọc theo cô. Juice. Juice. À, bánh mì. Chúng ta có bánh mì là bread. Chúng ta chỉ đá lưỡi chữ đờ thôi chứ mình không đọc là bread đờ nha các em. Rồi cô xin mời chúng ta đọc bread. Yes. Và chỗ này cô nhắc luôn, bánh mì là không có ở phía trước nó. Người ta thường dùng với từ some bread thôi, chứ không có ai dùng a bread hết. Cô dặn như vậy bởi vì từ bánh mì là từ rất là quen thuộc với người Việt Nam. Yes. Rồi bây giờ cô mời cả nhà chúng ta cùng đọc lại những thức ăn mà người Việt Nam của chúng ta hay ăn nha. Beans. Fish. Đọc theo cô nha. Meat. Yes. Juice. Nước ép chua mỏ ra nha. Juice. Bread. Tôi thích bánh mì. I like bread. Rồi cô mời chúng ta hãy nhìn lên bức hình ở phía sau lưng của cô. Mẹ thì mẹ đang bới cơm. Thức ăn là danh từ phải không các em? Cô ký hiệu chữ N là noun, là danh từ trong tiếng Anh đó. Thế rice là cơm, là gạo mình ăn hàng ngày đó. À, đọc lớn lên giùm cô nha. Rice. Rice. Rồi bây giờ các em ơi, chúng ta hãy xem bà mẹ bà nói câu gì nè. Would you like some rice? Con muốn một ít cơm không? Và bạn nam này mới trả lời yes là vâng, please là làm ơn. À, nếu chúng ta dịch ra tiếng Việt như vậy thì mình thấy không có thường nói, nhưng tiếng Anh nó là như vậy đó các em. Mình phải nói như vậy mình mới lịch sự. Rồi chúng ta xem cái bức hình thứ hai nè. Bố của nam mới hỏi would you like some juice? You nó có nghĩa là bạn, mà you còn có nghĩa là các bạn nữa đó các em. So would you like some juice? Nào, bố hỏi hai đứa con là các con muốn một ít nước ép không? À, mình được quyền nói là không, nhưng mà mình phải luôn nói cảm ơn khi mình từ chối. No, thanks. Would you like some rice? Và cái câu này mình dùng khi mình ở trên bàn ăn cùng với gia đình của mình. Mình mời gia đình của mình mời bạn bè của mình. Thì mình có thể sử dụng câu này rất là nhiều bởi vì nó rất là lịch sự trong tiếng Anh. Chúng ta có would like. Nó bằng với từ want là muốn đó. Nhưng mà would like sẽ là cách nói lịch sự hơn là want. À, câu would like, would you like thường mời với cái từ some là một ít. Chỉ còn some thì mình cộng cho danh từ không đếm được hoặc là danh từ số nhiều. Bây giờ nè, khi mà mình được mẹ mình mời á, con ăn cơm không? Mẹ hỏi, would you like some rice? Và nếu như mà mình ăn thì mình phải trả lời như thế nào? Yes là vâng phải không? Đọc theo cô. Yes please. Yes please. Rồi còn nếu mà không ăn thì phải nói cảm ơn nha. No thanks. Chúng ta có thể nói thanks hoặc chúng ta có thể nói thank you. No thanks. Bây giờ chúng ta sẽ luyện nói. Ở phía sau cô có cái gì? Mình đặt câu hỏi như thế nào? Mời ai đó? Dạ ăn cơm không ạ? Would you like some rice? Đọc theo cô. Would you like some rice? Hỏi bạn ơi ăn cá không? Bây giờ mẹ mời con, các em mời ba mẹ thì mình đều kêu cái người đối diện mình là you hết. Would you like some fish? Would you like some fish? Mời ai đó ăn thịt? Hỏi ai đó ăn thịt không? Mình mời đó. Thì mình sẽ hỏi như thế nào?
Would you like some meat? Meat, nhớ đọc cho đúng âm y dài nha. Would you like some meat? Rồi bây giờ mình hỏi muốn uống cam không? Thì hỏi sao đây các em? Would you like some juice? Nào thấy mấy cô tiếp viên hàng không đẩy chiếc xe nè. Mấy cô hỏi con uống cam không? Would you like some juice? Bây giờ con uống thì con nói là sao? Yes, please. Còn nếu con không uống thì con nói là no thanks hoặc là no thank you. Rồi bây giờ cô hỏi, mình tưởng tượng là mình đang ở trên bàn ăn, bây giờ cô mời đi. À, các em thích ăn thì các em muốn ăn thì các em nói yes please. Các em không muốn ăn thì các em chỉ cần nói no thanks được rồi nha. Rồi bây giờ cô Miss Lan sẽ hỏi và các em sẽ trả lời nha. Would you like some rice? Would you like some fish? Would you like some meat? Would you like some juice? Và phần tiếp theo, các em hãy nhìn cái bức hình này đi. Ha, mình đi ăn sáng hoặc là giờ ra chơi mình xuống căng tin mình ăn cái gì đó. Cái cô mà phục vụ đồ ăn trong cái khu bếp, cô sẽ hỏi là con muốn ăn gì? Hoặc con muốn uống gì? Cái này khác so với cái phần lúc nãy nha. Cái phần lúc này là mình mời, mình hỏi muốn không? Mình đưa ra, mình mời muốn không? Còn cái này, không có biết con muốn cái gì hết á. Hỏi con muốn cái gì? Muốn ăn, muốn uống cái gì? Và trước khi đặt câu hỏi này thì cho cô biết coi động từ ăn là gì đây các em? Động từ uống là gì? Viết xuống đọc to lên. Ăn trong tiếng Anh là cô để chữ V á, các em là verb, verb là động từ, là từ chỉ hành động phải không các em? Yes, chúng ta có ăn là eat. Các em đọc theo cô phải y dài nha. Eat. 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 Drink. Nó có ng, nó có k. Drink. Như cô này hỏi, What would you like to eat? Nam, con muốn ăn gì? Con muốn một ít bánh mì, làm ơn. Đó, lịch sự rồi phải có từ please các em ha. I'd like some bread, please. Vậy bây giờ mình sẽ luyện cái mẫu câu hỏi bạn muốn ăn gì nha. Đọc theo cô. What the what? What would the, you like to eat? What would you like to eat? Và tương tự như vậy các em. À, bạn muốn uống gì? What would you like to drink? What would you like to drink? Bây giờ mình trả lời như thế nào? Ai mình xưng mình? À, tôi, con, em, mình thì mình đều là xưng mình là ai hết các em ha. Rồi, ai. Tôi là ai, muốn là would like. Rồi mình muốn cái gì đó, một ít cái gì đó thì mình thêm cái danh từ đó vào. Ví dụ như mình muốn bánh mì thì mình thêm some bread. Thế mình có I would like rồi mình cộng cho danh từ tôi muốn con muốn một ít bánh mì làm ơn. I would like some bread, please. Yes. I would like, chúng ta được viết tắt bỏ cái chữ would, còn cái chữ ha, còn cái chữ d. I'd like some bread, please. Bạn muốn ăn gì? Tôi muốn một ít trứng thì mình sẽ nói như thế nào? What would you like to eat? Yes, I'd like some eggs, please. Bạn muốn ăn gì? What would you like to eat? I'd like some chicken, please. I'd like some chicken, please. Đặt câu hỏi giùm cô coi. Mình thấy nước thì mình đâu có dùng eat được các em. What would you like to drink? Bạn muốn uống gì? Tôi muốn một ít nước. I'd like some water, please. I'd like some water, please. What would you like to drink? Con muốn một ít sữa. I'd like some milk, please. What would you like to drink? I'd like some milk, please. Thì đó là nội dung hôm nay. Cô đã dạy mình nhìn hình mình có nói ra được một câu chưa? Các em hãy cố gắng luyện tập để nói được tiếng Anh nha. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.